Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Cùng chung không khí và số phận của các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Bộ Tổng Tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là một sự hỗn độn dở khóc dở cười. Khi mà những kẻ hô hào tử thủ thì mặc sức mà chạy, trong khi đó những người cấp dưới thì quyết định ở lại nhằm chờ một giải pháp được Dương Tổng thống hứa hẹn. Vậy những giờ phút đó đã diễn ra như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Màn kịch cuối cùng. Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong 3 ngày cuối cùng 28, 29 và 30 tháng 4 năm 1975 thê lương quá cảnh chợ chiều. Nó không còn cái vẻ uy nghi, cờ xúy lộng lẫy như thủa vàng son ngày nào. Không một viên tướng nào còn tâm trí để mà ra lệnh ở cái bộ tổng tham mưu lúc này nữa. Số đông thì đã cuốn gói, số còn lại thì cũng đang cuống cuồng lo chuyện di tản. Còn lại có chăng là một số sĩ quan mẫn cán chỉ biết chờ lệnh để thi hành. Đại tá Phạm Bá Hoa, tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận Quân đội Sài Gòn, là một trong số những sĩ quan mẫn cán đó. Trên tấm bản đồ tác chiến khổ rất lớn, màu sắc thật tươi, trong văn phòng của tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng, những ký hiệu màu đỏ chỉ mũi tiến công của các sư đoàn quân giải phóng đã đâm thẳng vào và bao vây chặt Sài Gòn. Vậy là số phận Sài Gòn đã được định đoạt. Vì bên trong Sài Gòn lúc này có đơn vị nào phòng thủ nữa đâu, chỉ còn đám tàn quân của sư đoàn Dù, sư đoàn 5, sư đoàn 25, sư đoàn 2, sư đoàn lính thủy đánh bộ chạy nhớ nhác, tay không súng, đầu không mũ, tay dắt vợ, lưng cõng con, phờ phạc trong từng lớp sóng người, tay xách nách mang, ngược xuôi tìm đường di tản. Cảnh tượng thực là thảm hại. Tại phía bên kia bán cầu, tình cảnh cũng không khá hơn là bao. Với Hoa Kỳ, cuộc chiến của họ tại đây đã chấm dứt trên danh nghĩa vào năm 1973. Thế nhưng, như để an ủi đồng minh và ngầm nói với thế giới mình là người quân tử, hàng chục ngàn cố vấn người Mỹ vẫn hiện diện ở Nam Việt Nam như một liều thuốc tinh thần an ủi Nguyễn Văn Thiệu. Thế nhưng, khi thế cờ đã ngã ngũ, người Mỹ quyết định phủi sạch mọi thứ. 0 giờ 33 phút, tối ngày 28 tháng 4, nước Mỹ đã thua trận tại Việt Nam. Gánh nặng của thực tế đó được thể hiện rõ ràng khi Tổng thống Gerald trong tư thế tràn đầy thất vọng và mệt mỏi ra lệnh thi hành chiến dịch gió lốc, cuộc di tản cuối cùng của những người Mỹ ra khỏi Việt Nam. Trở lại với Nam Việt Nam khi đó, tướng Cao Văn Viên sau khi ký quyết định cử tướng Khuyên xử lý thường vụ chức Tổng tham mưu trưởng đã dắt theo Đại tá Tòng, chỉ huy trưởng Tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu, chạy từ sứ quán Mỹ rồi lên máy bay chuẩn mất. Tướng Viên chạy, tướng Khuyên được cử thay tướng Viên cũng chạy nốt. Cứ thế, rối chót bu rồng rắn lên mây, chơi trò tẩu mã. Dù vừa mới hô hào tử thủ, sống chết cùng chế độ. Thế là Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa như rắn mất đầu. Trước tình cảnh đó, Phạm Bá Hoa đánh liều gọi điện báo cáo thẳng với Đại tướng Dương Văn Minh, lúc này đã lên chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Kính trình Đại tướng, tôi, Phạm Bá Hoa, tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận thuộc Bộ Tổng tham mưu, xin kính trình. Hiện không còn một tướng lãnh nào ở Bộ Tổng tham mưu nữa. Tướng Viên đi, tướng Khuyên cũng đi, đại tá cũng chỉ còn 3-4 người nữa thôi. Nếu từ giờ đến tối mà không tướng nào vào giữ Bộ Tổng tham mưu, thì chúng tôi sẽ rời qua biệt khu thủ đô để làm việc. Hoa vừa dứt lời, Dương Văn Minh báo cho biết là trước khi trời tối sẽ có phái đoàn tướng lãnh vào Tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu nhận việc. Và chính ngay lúc này, Tổng thống Dương Văn Minh hạ bút ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Vĩnh Lộc làm Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khoảng 6 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975, phái đoàn tướng lãnh vào Bộ Tổng tham mưu gồm có Trung tướng Vĩnh Lộc, Tổng tham mưu trưởng, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, tham mưu trưởng, Chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức, Tổng cục Phó Tổng cục Tiếp vận, Đại tá Nguyễn Khắc Tuân, Chánh văn phòng của tướng Lộc, Đại tá Đỗ Ngọc Nhân, tham mưu phó, Đại tá Trần Cao Thắng, chỉ huy trưởng Tổng hành dinh, cựu Chuẩn tướng Phạm Bá Lân và Trung tướng Lữ Lan. Phạm Bá Hoa bàn giao công việc lại cho tướng chức Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận sau khi đã thuyết trình ngắn về việc các sĩ quan ai còn và ai đã chạy. Trên cái khung cảnh đổ vỡ hoang tàn của sân khấu chính trị và sự cắm cổ bỏ chạy của kép chính, kép phụ, những con rối ngây thơ cố sức trong màn diễn cuối cùng.
Nếu phải tìm ra một diễn viên tâm huyết và gây ấn tượng nhất cho đoạn kết của màn kịch này, thì Trung tướng về hưu Vĩnh Lộc là diễn viên gây ấn tượng nhất trong màn bi kịch cuối cùng. Tưởng rằng đã tuyệt vọng và bị lãng quên, nay Dương Văn Minh lên, nhớ tới thuộc hạ cũ, lại cho mời Lộc ra làm tổng tham mưu trưởng. Dù biết chỉ còn làm tổng tham mưu trưởng để cầm cờ trắng đầu hàng, Vĩnh Lộc vẫn tỏ ra cái vẻ trịch thượng, như mình đang làm tổng tham mưu trưởng của một quân đội đang trên đà chiến thắng và sắp diễu binh trên đất kẻ thù. Sáng ngày 29 tháng 4, Vĩnh Lộc dậy từ rất sớm, râu ria cạo nhẵn, áo quần tươm tất, sức nước hoa thơm lừng, khập khiễng chống bao tòng vì Lộc bị khớp nặng, bước lên chiếc Mercedes được lau chùi bóng loáng từ đêm qua. Ngồi phưỡn bụng trong chiếc xe, Vĩnh Lộc thúc lái xe mở hết tốc lực, phóng tới trụ sở Bộ Tổng Tham mưu. Ông ta còn tự tin nói rằng, còn điều hành cuộc chiến, điều hành cuộc phòng thủ bảo vệ Sài Gòn. Thế nhưng, đâu còn đơn vị nào để ông ta bố trí phòng thủ đâu. Có lẽ lúc đó, Vĩnh Lộc chỉ còn nói vậy cho oai, chứ thực tế thì cũng thừa hiểu rằng ván cờ này đã ngã ngũ. Trái ngược với Vĩnh Lộc, khi còn đang vui vẻ diễn nốt màn kịch cuối cùng, Tướng Nguyễn Hữu Có là người có bộ óc thực dụng và nắm tình hình đúng đắn nhất trong thời điểm này. Giải pháp tốt đẹp. Chiều 29 tháng 4, Tướng Có mở tủ lấy bộ quần áo cấp tướng đã bạc màu, mặc vào, đứng trước gương ngắm nghía một hồi, rồi tự lái xe hơi đến thẳng dinh Phong Lan của tướng Dương Văn Minh. Đúng 16 giờ, Nguyễn Hữu Có đến nhà Dương Văn Minh thì được Minh cho biết: "Yên tâm, đúng 8 giờ sáng mai sẽ có giải pháp, một giải pháp tốt đẹp." Ngay sau đó, Tướng Có phóng xe tới Bộ Tổng Tham mưu. Nguyễn Hữu Có bước vào văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, thấy tướng Vĩnh Lộc đã ngồi sẵn với Trung tướng Trần Văn Trung và Thiếu tướng Văn Thành Cao, Tổng cục trưởng và Tổng cục phó chiến tranh chính trị, Thiếu tướng quân y Vũ Ngọc Hoàn, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá cho Vĩnh Lộc và Chuẩn tướng về hưu Phạm Bá Lân. Thăm hỏi nhau xong, Vĩnh Lộc nhờ Tướng Có chủ trì cho buổi họp, nắm lại tình hình của Bộ Tổng Tham mưu. Còn ông ta thì sang Đài Phát thanh Sài Gòn đọc bản nhật lệnh kêu gọi sĩ quan binh lính đã bỏ trốn ra trình diện để tiếp tục chiến đấu, đứng vững và chờ đợi một giải pháp. 18 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, buổi họp giao ban tình hình tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu do Tướng Có chủ trì đã bắt đầu. Đây chính là buổi giao ban tác chiến cuối cùng của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn. Tham dự có Chuẩn tướng Hạnh, Chuẩn tướng Lân, Đại tá Nguyễn Khắc Tuân giúp việc cho Vĩnh Lộc, Đại tá Thanh mới được chỉ định là phụ trách tổng hành dinh và Đại tá Nguyễn Ngọc Thân phụ trách phòng nhân viên của Bộ Tổng Tham mưu. Mở đầu buổi giao ban, Đại tá Thanh báo cáo theo danh sách các tướng lĩnh, sĩ quan Bộ Tổng Tham mưu trình diện có Trung tướng Vĩnh Lộc, Tổng Tham mưu trưởng. Tới phút này chỉ vẹn vẹn còn có 31 người, trong đó có 2 trung tướng, 6 thiếu tướng, 4 chuẩn tướng, còn lại là 19 sĩ quan từ cấp thiếu tá tới đại tá. Đại tá Thanh phụ trách tổng hành dinh cũng báo cáo là kiểm tra thì được biết là các trưởng phòng trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu đã di tản hết hoặc đang chạy lo gia đình, hiện không còn một ai. Thành cũng cho biết không chỉ trưởng phòng mà các sĩ quan cũng đã đi. 5 đại đội lính thường trực bảo vệ tổng hành dinh cũng bỏ chạy, hiện còn chưa tới 200 người. Đại tá Thành cũng báo cáo không còn nắm được các đơn vị và đề nghị ngày 30 tháng 4 hãy ra lời kêu gọi trên đài phát thanh, làm mọi nhân viên bất kể quân hàm, cấp bậc đều phải tức thời về trình diện tại đơn vị gốc, kể cả các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Tướng Có đồng ý ra lời kêu gọi và cho rằng đến giờ phút này, cơ cấu Bộ Tổng Tham mưu đã không còn ai nữa. Cả một buổi họp giao ban tác chiến cuối cùng của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn chỉ giải quyết được độc một việc đó như vậy. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 30 tháng 4, Nguyễn Hữu Có nhấc điện thoại quay số nói chuyện trực tiếp với Dương Văn Minh. Trong cuộc gọi, Tướng Có báo cáo với một cảm xúc hỗn độn: "Trình Tổng thống, tình hình tôi nắm được hết sức nguy ngập. Các đơn vị đã bỏ chạy, máy bay thì đã di tản hết sang Thái Lan, chỉ còn có 2 tiểu đoàn lính dù chặn ở ngã tư Bảy Hiền. Chúng ta đã thất bại, không còn gì để mà đánh, mà trông cậy nữa. Không hiểu tình hình giải pháp tới đâu rồi." Nghe Nguyễn Hữu Có báo cáo, Dương Văn Minh không có vẻ gì là lo lắng. Dương Văn Minh động viên: "Ba Có, anh cứ yên tâm vui vẻ đi ngủ đi."
8 giờ sáng mai sẽ có giải pháp, sẽ có hòa hợp và ngừng bắn. Nghe vậy thì biết vậy, trong cái giờ phút mà mọi thứ đang hỗn loạn thì tâm trạng đâu mà ngủ. Nguyễn Hữu Có cũng không biết phải làm thêm gì ngoài việc cúp máy. Đúng lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4, khi các cánh quân của quân giải phóng bắt đầu tiến như thác đổ, Vĩnh Lộc và Trung tướng Trần Văn Trung gấp gáp tới Bộ Tổng Tham mưu. Nguyễn Hữu Có nói ngay khi Lộc và Trung bước vào: "Tình hình là tuyệt vọng rồi, mấy sư đoàn còn lại cũng đã mất hết, chúng ta có muốn đánh nữa thì cũng chẳng còn gì trong tay để mà đánh." Vĩnh Lộc lúc đó trong bụng đã tính tới chuyện ca bài ca tẩu mã, nhưng vẫn còn nói rất là cứng: "Tuyệt vọng thế nào được, ta huy động thiết giáp chặn ở Gò Vấp và chặn ở ngã tư Bảy Hiền, cho không quân ném bom từ ngã tư Bảy Hiền tới trung tâm huấn luyện Quang Trung. Cho đó là một kế hoạch ảo tưởng, hão huyền." Nhưng không tranh luận với Vĩnh Lộc, tướng Có lặng lẽ kéo chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đến gặp Dương Văn Minh. Nghe tướng Có báo cáo tình hình, lúc đó Tổng thống Dương Văn Minh mới hốt hoảng, vội mặc áo, kéo Nguyễn Hữu Có và Nguyễn Hữu Hạnh từ Dinh Độc Lập đến phủ thủ tướng. Lúc đó là 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4. Đến phủ thủ tướng, một cảnh tượng bi hài diễn ra trước mắt. Đầy đủ các thành viên nội các của Vũ Văn Mẫu, vị nào vị nấy mặt mày hớn hở, lễ phục bảnh bao, nói cười vui vẻ, chuẩn bị cho lễ ra mắt của tân nội các sẽ tổ chức trọng thể vào lúc 10 giờ sáng hôm đó. Ngồi tại văn phòng, Tổng thống Dương Văn Minh đưa ra ý kiến tuyên bố là thành phố bỏ ngỏ và trao quyền cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Dương Văn Minh nói: "Để tránh cho người dân Sài Gòn những tai họa đã xảy ra như tại Đà Nẵng mà có thể còn tồi tệ hơn, thì tôi quyết định trao quyền cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam." Phòng họp im lặng, không có ai phản đối. Thấy vậy, Nguyễn Hữu Có lên tiếng lưu ý Dương Văn Minh và các thành viên nội các rằng nếu tuyên bố thành phố bỏ ngỏ thì Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4 có thể hiểu nhầm là tổng thống kêu gọi cứu viện, thì thành phố này, Sài Gòn này sẽ tàn nát hết. Bàn tính một hồi thì cuối cùng Dương Văn Minh nói với Vũ Văn Mẫu thảo bản tuyên bố đơn phương ngừng bắn và bàn giao chính quyền cho cách mạng. Thế là không khí đám ma đổ sụp xuống cái bàn chính phủ gồm 16 nhân vật trong chính thể cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó là 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vĩnh Lộc nghe xong thì chạy bổ ra xe, bị khớp nặng mà không hiểu sao khi đó Vĩnh Lộc lại có thể chạy nhanh tới vậy. Quăng luôn bao tòng, giật phăng cờ tướng cắm ở đầu xe, Vĩnh Lộc phóng thục mạng ra cảng Sài Gòn, xuống tàu hải quân và trốn đi di tản. Tướng Nguyễn Hữu Có cũng lật đật chạy về nhà, thu xếp vợ con chạy lên chợ lớn. Khoảng 10 giờ sáng, Tổng thống Dương Văn Minh đã lên ô tô đi tới Dinh Độc Lập. Các thành viên chính phủ và một số dân biểu nghị sĩ cũng lên xe tới Dinh Độc Lập. Trước đó, ông Dương Văn Minh đã tuyên bố với các thành viên chính phủ và những người đang ở bên cạnh: "Bắt đầu từ giờ phút này, sự ràng buộc giữa anh em chúng ta không còn nữa. Mỗi người hãy tự do quyết định lấy sự lựa chọn của mình, đi hay ở lại." Lời tuyên bố xin ngừng bắn và chờ bàn giao chính quyền do Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa đọc, được truyền đi trên làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn vào lúc 9 giờ 25 phút giờ Hà Nội ngày 30 tháng 4 năm 1975. Toàn văn như sau: "Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi xí phạm xương máu người Việt Nam. Vì ở đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, lưng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam lưng nổ súng vì chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong dòng trật tự và tránh sự đổ máu rơi của đồng bào." Tiếp ngày đó, Đài Sài Gòn đọc lệnh của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá tổng tham mưu trưởng, yêu cầu tất cả các tướng lĩnh, chỉ huy các cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa triệt để thi hành lệnh của Tổng thống Dương Văn Minh.
sẵn sàng liên hệ với các cấp chỉ huy, quân đội của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để thực hiện cuộc ngừng bắn một cách không đổ máu. Đây có thể xem là quyết định quan trọng và đúng đắn nhất của Dương Văn Minh khi đó. Nếu không, kế hoạch tự thủ của tướng Nguyễn Khoa Nam sẽ được kích hoạt và máu của dân tộc sẽ vẫn phải đổ. Đúng 80 phút sau đó, kể từ khi Dương Văn Minh dứt tiếng nói, tức là vào lúc 10 giờ 45 phút, chiếc xe tăng đầu tiên của lữ đoàn xe tăng 203 hất tung cánh cổng sắt ở Dinh Độc Lập. Quân giải phóng ập vào chiếm lĩnh Dinh Độc Lập. Dương Văn Minh, tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa và toàn thể nội các đứng dậy. Dương Văn Minh cất tiếng nói: "Cách mạng đã về, các anh đã về. Từ sáng chúng tôi chờ các anh tới để bàn giao." Dương Văn Minh vừa dứt lời thì một cán bộ chỉ huy quân giải phóng đã dõng dạc tuyên bố: "Toàn bộ chính quyền đã về tay cách mạng. Chính quyền cũ đã sụp đổ. Người ta không thể bàn giao cái không còn trong tay." Phút tắt thở của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn và chính thể Việt Nam Cộng hòa đã diễn ra như vậy đó. Dương Văn Minh, tổng thống và các thành viên nội các cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa thất vọng, lo lắng. Nhưng rồi sau đó, mọi người yên tâm vì lại thấy mình được đối xử lịch sự, nhã nhặn. Chỉ 2 ngày sau, tối ngày mùng 2 tháng 5 năm 1975, tại buổi lễ trang trọng và thân mật tại Hội trường Dinh Độc Lập, Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn ra định đã công bố quyết định trả tự do cho các ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu, v.v. Tại buổi lễ, ông Dương Văn Minh nói ngắn gọn thế này: "Ngày hôm nay, đại diện cho các anh có mặt tại đây, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự thành công của chính phủ cách mạng trong công cuộc vãn hồi hòa bình cho đất nước. Với kỷ nguyên mới này, tôi mong rằng tất cả anh em có mặt ở đây, cũng như các tầng lớp đồng bào, sẽ có dịp đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước. Riêng cá nhân tôi, hôm nay tôi hân hoan khi được 60 tuổi, trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập.